Chúng ta đến với xe đấu này. Vâng, nhiều quân chữ ngắn tới từ bên phía team Skynet. Tôi đã nhìn thấy Greg, tôi đã nhìn thấy Minwan, tôi nhìn thấy Pơ và nhìn thấy cả Cho Son. Bên phía của Game TV thì là hai Greg. Vâng, Vô Thường cầm Greg, Chip Boy cầm Greg, Noble cầm Phonesian. Vâng, đây rồi, niềm hy vọng đây rồi. Còn đây là Maxe tới từ game thủ chim sẻ đi nắng. Bên kia là gì nhỉ? Bên kia có Minwan, có Pơ, có Cho Son và có Greg. Như vậy là chỉ có một Minwan là đáng sợ thôi. Vâng, Pơ, vâng cả Pơ nữa. Pơ cũng là một quân gây đột biến. Vâng, quân là tương đối cần. Và đây là trận thi đấu bản lề của xe đấu thứ hai. Anh nghĩ là map ở đội bên kia sẽ là một người chui tọt góc 3 giờ, còn 3 người vành ở phía ngoài đấy. Là anh nghĩ rồi nhá. Mẹ ông tí điện bảo chim lợn đều chết tôi. Vâng, màn hình máy của game thủ chim sẻ. Chưa biết được thế trận bên kia như thế nào, nhưng nhà của chim sẻ và nhà của game thủ Chip Boy đang tương đối xa nhau. Và cũng đang nghi ngờ có một người chồi chồi. Nếu mà không chồi thì sẽ là một cái map mà bên phía của team Skynet sẽ có một người tụt hẳn trong góc 3 giờ, còn 3 người bao quanh ở phía ngoài. Chúng ta hãy cùng đợi chờ đợi xem liệu có một cái map nào mà Minwan tụt trong góc 3 giờ hay không. Vâng, thấy báo về là bài được dành cho game thủ Hoàng Phi Thường. Vâng, hôm nay thường hóa phi thường thật rồi. Ở nhà chả có gì đâu, bầy hiêu với 4 con voi. Tạm tạm. Một bầy hiêu 5 và 4 con voi. Bãi quả đầu và có bãi quả phụ luôn. Đấy, chơi với người đánh hay biết ngay. Bài rất đẹp dành cho game thủ Hoàng Phi Thường. Bài này là bài 2-3 dân kích 9-10. Anh Bùi Hoàng Đan vẫn thường đánh như vậy suốt. 2-3 dân kích 9-10, thậm chí 2-2 dân luôn. Đánh bài này là 4 voi 1 hiêu 5, không cần đóng G ăn quả phụ. 2-2 dân kích 9 sớm. Lê bắt đầu đóng G để ăn quả phụ, sau đó làm quả công giáp đầy đủ 1L và thủ P để cho nó mát. Đây là màn hình máy của game thủ No 1 báo về là thấy bài được. Vâng, có hiêu voi về, thằng nào thấy báo bài được ngay được. Vâng, đây là chiếc BS đầu tiên của game thủ No 1. Tiếp tục đi dò, có thêm đôi voi ở phía xa, có cánh rừng già ở phía trên. Mọi thứ đang ổn, thêm cánh rừng thông nữa dành cho game thủ No 1. Một bài đánh chủ lực cầm Phonesian thế này là quá đẹp rồi. Thông tin báo về là màu 8 đầu cánh của game thủ Chip Boy. Ăn tranh nhau. Chúng ta cùng xem liệu, vâng, liệu có người kẹp xăm giữa nhà sẻ và nhà của game thủ Chip Boy hay không. Nhiều khả năng là sẽ có. Nếu mà đó là nhà màu 5 cầm Minwan thì đây là một thế trận quá dễ đánh dành cho các game thủ bên phía team của Game TV. Trừ khi Pơ siêu đột biến. Pơ siêu đột biến thì sẽ thành, vâng, đang từ thế dễ thành thế khó ngay. Bài Maxe là một bài đẹp. Vâng, bài toàn bài đẹp thôi. Map đẹp dành cho nhiều game thủ. Màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy đang ăn hoang với nhà màu 8 của Yugi. Ăn thêm một bầy hiêu nữa. Pơ màu mấy? Thì đấy, đây là kẹp rồi. Vâng, màu 6 mèo mèo là người cầm Pơ. Như vậy là không phải là những người đã biết được mục tiêu. Nhà Chip Boy nếu bốc bò chuẩn là cũng cực kỳ khung đấy. Siêu khung. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ, có trồi không? Vâng, như vậy chim sẻ đang dự đoán là có khi mà nhìn thấy bãi vàng. Đoán đấy thôi. Sẻ đóng nhà, đây là BL. Màu 2 Vô Thường lên đời rất sớm và đúng như dự đoán thì Vô Thường đã kích đời rồi. Đã có giò rồi. Vâng, hôm nay thường hóa phi thường thật. Hoàng Phi Thường
ăn thêm bãi quả và thậm chí có cả hiêu luôn. Vâng, ăn bãi quả thường gặp nhà của game thủ nào chúng ta cùng xem đã trước khi quay trở lại với chim sẻ đi nắng. Như vậy là gặp nhà màu 7 của game thủ He, thường gặp He và thường chơi luôn. Đây cũng là nhà Greg của He. Vâng, hai ông này đánh nhau từ giờ cho đến sáng mai chưa chắc đã có người bị vỡ đầu. Kệ thôi, Chip Boy và Yugi, một người cầm Greg, một người cầm cho son, chắc là cũng thủ phù, chơi nhau thì cũng không liên quan gì đến nhau cả. Bên này có lợi thế, chúng ta đến với chim sẻ để chim sẻ. Vâng, Minoan kẹp xăm, Minoan chồi chồi, màu 6 là người dâng lờ cho Minoan đánh thẳng cung. Persian dâng lờ, vô thường bỏ qua nhà He chơi luôn nhà Persian đi em. Chiến thuật thế là quá chuẩn rồi. Vâng, bây giờ thì Meo Meo đang cố giúp cho Yugi không bị mất dân ở thời điểm đầu để có thể đánh được một bài cung A khỏe. Trong khi đó thì Sẻ sẽ cần phải làm một cái gì đó đi. Một tơn dummy tới từ Sẻ, mặc dù đây là cung A chơi hết thời điểm đầu thì làm gì đã có cung A hai váy đâu. Vô Thường đang muốn chạy sâu vào trong cánh. Vâng, nhà P thứ hai tới từ game thủ Vô Thường. Thường chạy sâu vào trong cánh để ăn dân của Meo Meo đi. Meo Meo là người nhà sâu góc 3 giờ, mình đoán là như vậy. Còn đây là màn hình máy của chim sẻ, bắt đầu có con Y, bắt đầu có nhà Y. Chơi con giò tới từ người cầm Persian, quay lại chơi con T luôn. Và Y được sóc luôn, thích thì A với K các kiểu cũng được. Vâng, ôm bom được Minoan là trận này thắng rồi. Chỉ cần ôm bom được Minoan là thắng rồi. Một nhà Y nữa dành cho game thủ chim sẻ, đánh chủ lực thôi. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Phi Thường. Phi Thường 2P mang P sang nhà của No 1 để thủ cho No 1 khi mà Persian là người dâng lờ. Góc 3 giờ cái hốc của Meo Meo là cực kỳ kín. Cần phải ăn được dân của Meo Meo, đừng để Meo khỏe nguyên. Một bài dâng lờ vào khung nhà. Còn đây là màn hình máy của game. Vâng, Minoan bay rồi, Minoan bay rồi. Sẽ ơi, đi sang chém nhà màu 8 đầu cánh Chip Boy, chém phù hộ giúp nó. Đi vào chém hộ cái. Nó một bắn luôn là ăn luôn rồi. Vâng, nó một đã có giáp 4 từ phút thứ 16. Vâng, quá thô bạo. Tôn quá thô bạo tới từ game thủ No 1. Phù của game thủ Hoàng Phi Thường đang chạy nhông bên phía nhà No 1, sẵn sàng để có thể đỡ được cho những con lạc đà Persian tới từ Meo Meo. Nhưng Meo Meo đang sang cứu cho nhà Minoan của Yugi. Hoàng Phi Thường mà công phù ở đây thì thôi mắc ba lê luôn. Tham Lai 38/48 tới từ No 1, chim sẻ Tham Lai 19/44. Chip Boy ăn được dân màu 6 không? Chip Boy đang ăn được những con dân màu 6, rất nhiều dân màu 6 phế rồi. Màu 6 bị lọt tơn, không hiểu lọt từ đâu. Còn đây là Hoàng Phi Thường. Vâng đấy, chỉ chờ có thế thôi. Mình đợi He lâu lắm rồi. Mỗi tôi là phù đen. Vâng, một pha giản dựng như phim trưởng tới từ Hoàng Phi Thường. Pha giản dựng như phim trưởng của Hoàng Phi Thường, nhưng mà mỗi tôi là phù đen thôi. Trong khi đó đây là game thủ No 1 Tam Lai 35/48. Lạc đà pơ và cả chém lao vào. Lạc đà pơ và cả những con chém của He lao vào. Nở to ra đảo, Tam Lai vẫn chỉ đang cân thôi. Thế trận là dễ đánh hơn dành cho team Game TV. Sẻ đã mất Tam và Tam Lai chỉ còn là 16/44. Lúc này thì những con nông dân của Pơ và Maxe là những con bị thiệt hại nhất. Cung A của Minoan bắt đầu nở rồi. Cung A Minoan bắt đầu nở tương đối to rồi. Được bơm đồ nhiều tới từ màu 8 của BB. Xin lỗi bạn, là BB là người cầm cung A của Minoan. Được bơm đồ nhiều từ màu 8 của Yugi khi Yugi toàn thủ phù thôi. Sẽ không mang chém chém hộ được à? Xong em sóc châu lờ em vã thằng 1 năm nhá.
Vã sóc châu lờ thì bị vã chết một năm, tăng luôn nhà lờ thứ 3 lên. Tăng 3 đi đào vàng nữa, vã chết nó cho anh. No 1 phải bắn phù hộ cho game thủ Chip Boy để vã chết nhà màu 8 trước. Đây là màn hình máy của game thủ No 1, timeline là 50/56. Nếu bây giờ cung AM đẩy là No 1 đứt. Nếu bây giờ cung A đẩy là No 1 đứt luôn. Nhưng nếu mà cung A thủ, nếu mà cung A thủ thì còn cửa dành cho game thủ No 1. Như vậy là cung A đẩy Chip Boy chứ không phải. Không sao, ngần này thì không sao. Chỉ có một vài con cung A đẩy như thế này thì không hề hấn gì. Lượng chém của Chip Boy mang về là hoàn toàn có thể ngon lành luôn. Trong tên này không hề ngại ăn vàng ở phía ngoài luôn. Châu lên, mẫu 7 khỏe nguyên đấy. Đóng một cái y bỏ cái nhà đóng xong đóng một cái y đi ra. Màn hình máy của game thủ chim sẻ hồi lên time 21/44. Màn hình máy của Chip Boy timeline 45 khi cầm Greek và chơi nguyên phù kể từ đầu cho đến bây giờ. Nhưng bây giờ thì những con phù của nhà màu 8 đang công lên. Và cả những con cung gà của Minoan cũng đang công sang Minoan của BB. Phá ruộng ra để có thể có được pha di chuyển khéo tới từ những con chém để lao vào. Chạy dân tạm thời, giữ dân ở thời điểm này là điều quan trọng nhất. Timeline 44 của game thủ Hello Chip Boy. No 1 vẫn đang bị quấy khi mà những con phù của Hoàng Phi Thường không phối hợp được để có thể phù những con chém của E. Phá E với nhất ra một chém đi em. Timeline của Vô Thường đang là 52/68 trong tuần này. Rất nhiều phù thủy. Tiếp tục phù đi em. Cứ phù thôi. Em rất đau đầu trong tuần này. Vẫn tiếp tục phù. Một trận thi đấu mà Thường đang có timeline to. Và nếu kết hợp với những con chém này, kết hợp với những cung R của Phonesian thì hoàn toàn có thể đẩy được Minoan tới từ BB. Đây là No 1 timeline 63/76. Full hết công nghệ đi em, đầu máu bản đồ đi. Đầu máu bản đồ, full công nghệ đi. Và đi cùng chém của Vô Thường là ăn được những con cung A của Minoan. Chắc chắn là như vậy. Không ngại gì cả, đẩy đi. Hai người phối hợp đẩy là ngon. Hơn một kích cung R, khoảng 2 kích cung R đẩy cùng với một kích chém của Vô Thường là quá tươi để chơi Minoan rồi. Timeline đang đè 55/45 cho Game TV. Đẩy xong Minoan thì xong trận luôn rồi. Sẻ cũng đang có khoảng chục con chém trong turn này. Còn đây là màn, nhưng No 1 phải cơ cấu nhà thật chuẩn. Vì khi đẩy he sẽ là người lao vào nhà của game thủ No 1. Tăng thêm A đi, được khỏe lên tăng thêm A. Timeline 70. Còn đây là màn hình máy timeline 50. Vâng, 56 tới từ game thủ Vô Thường. Vô Thường có một trận Greg cực hay. 3 nhà L rồi. Chém 4. Cố gắng lên nước cái đầu đầu máu đi Vô Thường ơi, cho nó khỏe hẳn. Đập BC lên đầu máu rồi nó vã nhà Minoan. E cũng đang quản Vô Thường rất gắt. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. No 1 không ốp và bây giờ anh đang bị ốp ngược bởi game thủ cầm Minoan. Cần phải có lượng chém tới từ Vô Thường sang. Mặt trên dốc như thế này thực sự là quá khổ dành cho No 1. Đổi không? Đổi! Đổi đi, đổi đi, đổi đi!
đổi rồi, giữ toàn bộ dân chạy ngược lên phía trên, chạy thẳng vào cái nhà vô thường cũng được. Vô thường đã tới chưa? Đây là Hoàng Phi Thường, tới rồi. Chỗ nhà BA, địa chỉ là nhà BA. Nâu một đang để lao vào, BB đang lùi toàn bộ quân về. Đảo đi, đảo thôi, đảo thôi, đảo thôi, đảo thôi. Nâu một đã để đây chỗ. Lượng cung A đang được kéo về tới từ game thủ BB. Rất đông những con cung A. Đấy, bắn ở dưới nào. Tơn kéo về của game thủ BB. Đây là game thủ Hello Chip Boy. Vâng, pha phối hợp không tốt tới từ những con chém Greek và những con quân của Phonesian. Tơn đổi nhà bất thành. Rất chắc chắn đó là BB. Vâng, vô thường cũng mất tham khi mà He là người lao vào để quấy trong tuần này. Khó rồi. Trận rất đáng tiếc khi mà ở thời điểm đầu lại không giết được Minwan luôn. Rất bé. Hơi lỗi trong trận thi đấu này. 2-1 dành cho các game thủ bên phía Team Skynet.